Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, thính giả Hải Dương đúng không ạ? Alo, em đang nghe đây ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh ơi, em bây giờ em năm nay là 42 tuổi, lấy chồng cũng được 20 năm rồi. Mà cuộc sống gia đình thì nói chung là ngày trước thì nó không có cái công nghệ thông tin về mạng các thứ thì nó bình thường. Bây giờ có như thế rồi, trong công là nó khó khăn lắm. Chồng em nó ghen lắm thôi, không biết bây giờ là như thế nào nữa. Vợ chồng thì gần 10 năm về đây là thực cảm rất nhiều, đánh nhau liên tục. Thế á? Con cái thì cũng con cháu ngoan, học rất tốt, mà chồng em ghen lắm, không có cách nào để mà nói để cho anh hiểu ra. Gọi cả gia đình nội ngoại đến để họp để cho anh mở bài mặt ra, nhưng mà anh ấy vẫn không nghe, vẫn bảo cứ đối thủ với là em là y như là lúc nào trong đầu cũng có người đang tìm kiếm vợ mình hay là đang mang vợ mình đi thế nọ thế kia ấy. Thế à? Rồi em không biết là như thế nào nữa. Ngày xưa thì chứ có lấy nhau về nhà thì cũng rất nghèo, không có xe đạp mà đi nhỡ. Năm 2000 ấy thì em thì làm hàng ấy, thường là đi lấy hàng thì dễ, ngày đấy không có xe thì cứ phải thỉnh thoảng mở được xe thì đi, mà hôm nào không mở được xe thì phải thuê xe ôm ấy. Ngày đấy thuê xe ôm, thế là bây giờ cứ bảo là những cái thằng xe ôm ngày xưa nó chở mày đi thì bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu nơi để đi nhà hàng nhà nghỉ rồi, mà người ta thì bậc cha bậc chú mình ở bên cạnh, hàng xóm cũng đâu phải là xa đâu. Bố mẹ hai bên nói cũng không nghe, thì giờ em ta biết như thế nào nữa. Rồi thế thì kia bạn có nói cái đoạn đầu là do công nghệ thông tin bây giờ hiện đại, thế thì chắc là anh ta hay đọc tin nhắn hay là bây giờ cũng nhà lắp cam. Nếu mà em ở nhà không sao, em mà cứ đóng cửa em đi lấy hàng khoảng tầm nửa ngày thôi là anh đã xoay cam, anh không nhìn thấy. Bắt đầu là anh quay ra anh bảo là mày lại đi với thằng nào hay mày lại đang đi với thằng nào, mặc dù đi lấy hàng bây giờ rất gần, chỉ 7 cây số thôi, chỉ chút chỉ cần lấy hàng thôi. Mà quay ra là cứ như thế thôi, không hiểu anh ta làm gì. Anh làm mộc ấy nhỉ. Anh làm mộc rồi nên là đi được cứ ra mượn nửa tháng lại không thể làm được, bởi vì cái tính ấy không thể ở được, cho nên là lại sốt ruột hay về kể từ dây gỗ với vợ con ở nhà. Dù không có một cái gì đâu nhưng mà cứ nói vợ con như thế, nhưng mà ở với bố mẹ chồng ấy nhỉ, em ở với bố mẹ chồng mà bố mẹ chồng cũng không nói được, mẹ nhất là mẹ người mẹ chồng, mà mẹ bây giờ mẹ là người mẹ thì nói anh ấy, mẹ đẻ anh ấy là thì nói anh ấy cùng con, bây giờ con không có cái gì. Thế sau là về họ hàng họp bảo như thế, như xong đến bà mẹ để anh ấy nói, thế là ông bảo là bà thì biết cái gì, thỉnh thoảng ở nhà nó múc cho bà bát canh, bà để đi nhiều lần, thế anh thì nghĩ xem là có mẹ chồng nào mà lại bảo con dâu để cho con dâu đi như thế không. Rồi anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh năm nay 46 tuổi ạ. À, tức là hơn bạn 4 tuổi, nếu mà tính tuổi là hợp đấy chứ, đúng không, hơn kém nhau 4 tuổi mà. Anh Kinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi xin chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Cháu bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bé nhất năm nay nhà em 13 tuổi anh ạ. À, cháu 13 tuổi rồi. Vợ chồng khỏe mạnh. Kinh tế học viện an ninh năm thứ nhất. Thế rồi mà cả. Em rồi. Bây giờ nếu mà không cháu không học cái trường đấy thì em phải đưa đơn lên để cho anh kiểu vu khống vợ con ấy, kiểu cái tội vu khống ấy mà. Không, lắm rồi. Làm gì đến nỗi thế? Thật ra thế này này. Mình cứ xoay cái góc nhìn đi một tí. Này, rất nhiều người lấy nhau 20 năm, con đã lớn bằng xào bằng gậy rồi. Bây giờ chồng nó còn chả thèm để ý đến mình sống chết ra sao nữa cơ. Đi vắng hay không, thậm chí bỏ làng đi cả nửa tháng, ông còn chả nhận ra, ông đi lo việc của ông ấy. Suốt ngày ông không mãi đàn đúng tá lả rượu chè, chứ còn vợ con thế nào không biết. Đây một cái người đàn ông 46 tuổi lấy vợ 20 năm con cái như thế rồi, có sự tin tưởng rồi, vẫn còn cứ thỉnh thoảng xoay cam theo là mẹ nó có ở nhà không, không đi thì bắt đầu là nghĩ rằng thế nọ thế kia. Tức là mình thấy là quý mình lắm ấy. Chứ cứ để ý ở xung quanh không có mấy chị em được thế, đúng không? Nói thế thôi. Đúng rồi, nói thế chứ cái gì cũng có mức độ thôi. Nhưng mà cũng không đến nỗi là cái gì đó là bệnh hoạn. Ông ấy đi làm thợ mộc nhưng là phải đi làm xa. Vâng ạ, đi làm xa ấy. Rồi. Năm thì ở Quảng Bình, năm thì ở Bắc Ninh, năm thì ở Lạng Sơn ấy. Kiểu là cứ công việc người ta có kiếm được khấm khá không? Mỗi chuyến đi xa thế có bỏ bèn không? Cũng bình thường anh ạ. Khoảng tầm nếu mà thu nhập một năm, nếu như anh ấy khoảng tầm 60-70 triệu một năm. 60-70 triệu một năm là ngàn tháng độ 5 triệu bạc ấy. Còn thua các cháu nó làm công ty ở gần nhà. Gần quê. Bởi vì anh đi về nhiều quá. Em ơi, thế em thì có làm gì nữa ngoài cái kinh doanh buôn bán ở nhà, mình lấy hàng về mình bán tại nhà đúng không? Còn làm gì nữa không? Em không làm cái gì nữa, chỉ mỗi thế thôi. Nói chung là mẹ con ở nhà là chi tiêu các thứ các khoản là
một mình mẹ con là không không đụng đến tiền của bố, bố chỉ về bố xoay sở công việc lớn ở nhà, ví dụ rồi, nhà rồi. Rửa kiến thiết, sửa sang các thứ lâu ấy, lâu mà là... đi mà được vài chục triệu về lại cơi thêm gian nhà rồi lại mua cái nọ kia này. Đúng thật rồi. Ra thì 46 tuổi cũng chưa già nhưng mà con cái cũng đã lớn rồi, một đứa học đại học rồi, bây giờ cứ lang thang nay Quảng Bình mai Quảng Trị, đi làm nghề làm mộc rồi đi thằng 1-2 tháng mới về đúng không? Đôi khi công trình mà người ta công trình lớn như đại tu một cái chùa gì đấy, người ta cần những cái đục đục đẽo đẽo để mà làm những cái rồng rồng phượng phượng, có khi hàng năm 2 năm chưa xong một công trình cũng khổ chứ. Người đàn ông đang có gia đình có vợ có con, bây giờ nằm bờ nằm bụi nằm bãi nằm bến xong rồi, mà cũng có phải là lương cao gì đâu, ra bở thôi chấp nhận hy sinh, tháng nó được vài chục triệu giống như người đi xuất khẩu lao động đấy, lương tháng được đôi chục triệu thì thôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà như như ông xã nhà nhà em ấy kể thì cũng làm ở nhà cũng được 5 triệu một tháng chứ được gì phải đâu xa, cho nên là làm cũng nhiều tiền cũng cho nên tháng, là thế này 10 triệu một tháng, nhưng mà cứ đi vào nhiều ấy cũng không đủ tháng nên là tiền không thể được 10 triệu đấy. Được thì cứ đi đi về về rồi tiền tàu tiền bè rồi là không ăn cơm nhà vợ con không, không vợ không chăm một tí là ngồi ăn quán ăn kiếc, lại làm chai rượu ngày kiếm được 500 thì ăn hết 4 thì cũng chả bỏ bèn gì, bàn bạc lại đi nói làm sao hết sức tình cảm rằng thôi bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi, bây giờ may có một đứa nó vào đại học rồi mình cũng không có còn quá nghèo nữa, ở nhà làm cái gì mà trả ra. Anh ở nhà anh lúc nào một là anh đi lấy hàng cho em, hai là anh coi hàng để em đi lấy hàng, thế rồi mình làm những cái việc khác nữa, tức là kéo ông về làm gần gần thì đấy, thì mình đang cắt cái cơ hội mà, bởi vì người ta không được gặp mặt rồi người ta xa rồi người ta mới ngồi đấy mới nghĩ lắm trò rằng chắc là lúc này vợ đang cái nọ kia nghi ngờ cái người ngày xưa, ví dụ như người ông sẽ ôm chở ngày xưa đi cứ ngày cứ nghi ngờ thế thôi. Thôi thì không có lúc nào ngớt mà chửi chửi thậm tệ nói những câu đấy là đi vắng chứ nếu bây giờ mà cứ ngồi ở nhà ấy, mà ông cứ ngồi hai vợ chồng ngồi ở nhà bán hàng xong lâu lâu với lại ông ấy lấy xe máy ông đi lấy hàng, hoặc là anh coi hàng em đi chạy u rồi kia em lấy hàng thì lấy đâu mà còn nghĩ đến chuyện đi với ông xe ôm 50 tuổi, ông xe ôm 70 tuổi đúng không? Thế thì ở đây mình gắng là mình nhìn nhận vấn đề nó không nặng nề, đừng có cho rằng ông này bệnh hoạn rồi là phải đưa đơn phải tố cáo, bởi vì ông cũng chả sung sướng gì một người đàn ông sống xa vợ xa con, lúc nào cũng phải nghĩ ở nhà vợ đi ngủ với người khác chẳng hạn. Vâng, như thế thì cũng đấy. Có cũng khổ tâm, cũng không sung sướng gì đâu, không sung sướng gì, bởi vì lúc đó. Nào trong đó cũng nghĩ là vợ nhà hình như là có đứa nào có đứa nào đang giữ vợ mình đi đó. Ông bị quẩn lắm mà xong rồi chửi bậy kinh khủng luôn, không thể chấp nhận được nổi nữa. Rồi thế thì bây giờ mới chỉ có làm cái khắc phục cái là ở gần nhau, không có ai lại nghi ngờ khi mà lúc nào ngồi lù lù trước mặt nhau cả đúng không? Thế thì sẽ không còn cái cớ gì để mày thế nọ kia, thu nhập nó có thể là kém đi một chút nhưng mình nhanh nhẹn nên mình lấy thêm những cái mặt hàng khác về bán. Ví dụ trước đây có một mình thì thôi chỉ là tạp hóa mấy tí bia rồi tí rượu rồi giấy vệ sinh rồi xà phòng á, bây giờ thì có ông rồi, mình lấy thêm cả những cái hàng mà nó gọi là nó chạy một tí chẳng hạn. Về để mà hai vợ chồng cùng được ở gần nhau thì đấy là một giải pháp rất là tốt. Tự nhiên anh thấy thương ông ấy nó, tự nhiên là 45-46 tuổi đi leo trèo đục đục đẽo đẽo làm thợ mộc đã ở xa, cơm này cơm hàng cháo chợ xong lại còn nơm nớp lo ở nhà vợ mình thế nọ vợ mình thế kia cũng khổ. Thế thì mình làm sao mà sắp xếp cho nó thuận cho cả gia đình thì đấy mới là cái biện pháp, chứ còn cứ họp ông ấy 46 tuổi chứ không phải đứa trẻ 6 tuổi đâu mà họp gia đình để mà lên lớp để giáo dục ông ấy đúng không nhá. Rồi hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình nhá. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Tuyên Quang. Dạ, em nghe đây ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, câu hỏi của em là em muốn hỏi chương trình một chút tư vấn về em về cách để em không biết làm nào. Thì em với người yêu em yêu nhau gần một năm, vâng. Tháng 11 năm ngoái là bảo cưới, nhưng mà khi lúc bảo cưới thì bố mẹ cô yêu em thì bảo là không được cưới. Vâng. Không biết là bố mẹ không đồng ý cho cưới, thì không biết là bố mẹ cô ấy bảo không cho cưới, thế là cô ấy phải chia tay em. Ví dụ hai đứa chia tay nhưng mà đến bây giờ vẫn còn yêu, thành ra là khi mà chia tay rồi nhưng mà vẫn yêu thì bọn em biết làm nào chối được qua cái
ngăn cản của gia đình để đến với nhau được. Vâng, các bạn cũng đã chia tay sau cái sự ngăn cản của gia đình bạn gái đúng không? Dạ, tuy nhiên thì tình cảm vẫn còn rất là mặn mà, vẫn còn rất là muốn quay trở lại với nhau và bây giờ muốn là sẽ thuyết phục gia đình như thế nào đó để đồng ý cho hai bạn quay trở lại đúng không ạ? Dạ, trước tiên bây giờ em muốn làm nào để cho cô ấy bớt cái suy nghĩ về gia đình xong thì mới có thể. Vâng. Vâng, tôi hiểu ạ. Cô ấy gặp rất nhiều áp lực từ phía gia đình của mình. Vâng. Bạn sẽ tâm sự thêm với cả chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Anh đang lắng nghe, xin mời anh. Anh chào em. Dạ em chào anh. Em thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 24 tuổi ạ. 24, em đi làm chưa? Dạ em bây giờ đang mở xưởng ở nhà thì ạ. Ồ thế hả? Ừ thế nghĩa là mình cũng có thu nhập, tôi tưởng còn đang đi học xong hàng tháng xin tiền bố mẹ đóng học, giờ đòi lấy vợ thì hơi khó. Cô ấy thì làm gì hả? Lớn chưa? Cô ấy vừa học sư phạm ra, bây giờ đang đi làm công nhân chưa xin được việc. À, cũng lại là người có thể tự làm, tự ăn được rồi. Cô ấy kém em nhiều tuổi không? Chắc độ 21-22. Bọn em bằng tuổi nhau của thế hả? Nhà thì ở gần nhau hay là xa nhỉ? Anh nãy không nghe rõ lắm. Cách nhà em có hơn một cây thôi ạ. À, cách hơn một cây thôi à? Dạ, thế mà cái hôm mà đã định là 20 tháng 11 năm ngoái cưới, thế xong rồi gia đình lại không cho. Cô có nói lý do và em thì có đoán được không? Dạ, bọn em thì bỏ cuối năm về để xin phép để cưới, người ta riêng năm tháng 12 xin phép để cưới. Ta riêng để cưới luôn. Tháng 12 xin phép, em hỏi thông ta riêng cưới luôn thì năm ngoái bọn em không được phép cưới. Cái lúc mới yêu của bố mẹ cô ấy cũng bảo như thế. Em không được phép cưới thì năm ngoái bảo thôi, năm ngoái dám hỏi ông ra riêng cưới luôn. Nhưng mà thì lúc ấy về thì bố mẹ cô ấy bảo không được. Do nói chung cũng anh em cũng là một phần anh em, nhưng mà cơ bản là anh theo em thì cho gia đình em bên này với cả mọi người thì em cũng hỏi tất cả mọi người được. Anh em như thế thì cũng đọc anh em xa rồi, nó không phải dây dưa gì cả. Em à, không nói chuyện. Rồi lý do là vì nhẩm ra thì nhà em với nhà cô còn có họ. Vâng, đúng không ạ? Thế em. Nhưng mà theo em thì nó xa lắm rồi. Dạ vâng, xa lắm rồi ạ. Xa như thế nào em? Dạ vâng, như kiểu chị gái con nhà bác cô đấy, mà cô ấy là con nhà cô, còn chị gái con nhà bác cô ấy thì là lấy cháu gái con nhà bá nhà em ạ. Úi dồi ôi, thế thì không phải là họ, mà đấy gọi là dây mơ dây má. Vài vế thôi ạ. Nó gọi là mối quan hệ xã hội này, ông nọ lấy con bà kia để có làm rể nhà nọ, chứ còn tưởng họ là phải nhà em là phải có chung ông bà, chung các cụ. Không, như thế nếu như thế thì em chắc em bằng tuổi em suy nghĩ là để được em lấy. Thế thì thứ nhất là chỉ lý do không chính đáng. Dạ vâng, đấy em cũng nói chung là cái phần thế nhưng mà em cũng phải thông qua cô ấy cũng như là các cái nguồn tin khác để biết rằng là thật ra chẳng hạn như gia đình muốn rằng thôi con gái nó học đại học, là nó học sư phạm này, để đợi nó ra trường này sau này phải lấy một anh nào khá khá một tí ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh hay là vân vân, giàu có, hay là một ông anh rể hay cô chị dâu nào đó lại đang có dắt mối một anh bác sĩ mới ra trường giờ về mở phòng mạch tư, tức là người ta kén chọn và hiện nay có nhiều mối, và khi so sánh với em thì người ta thấy thật sự chưa ưng bụng lắm, cho nên ngăn cản. Và lý do thì đấy rằng là còn hơi dây mơ dễ má, chứ còn nếu cấm như thế thì con mà cả làng cấm nhau à, ai chẳng không hỏi nội thì dây dưa ngoài ngoài là đúng. Nếu mà theo suy nghĩ rằng ở phía ngoài thì xét về bình thường thì nó cũng chả có cái gì cả, nhưng mà cô ấy thì lại cứ nghĩ là bảo bây giờ bố mẹ bảo là bây giờ nếu mà anh sang bên đấy mà có gặp chị ấy, bảo chị ấy vẫn chào chú xong lại chào bố mẹ em một chú thì trái chào bằng gì nữa, chào bằng bà bác tất, không có vấn đề gì. Đấy thế là cô đấy cái mặc cảm của cô đấy như thế, thế thành ra là cô ấy bảo nhất, như thế bố mẹ tiếc, không cho nên là bây giờ rất tiếc là người yêu của em là sinh viên sư phạm tới đây còn làm thầy thiên hạ, làm thầy trẻ con. Dạ, mà lấy cái chuyện bé bé như thế mà lại còn cản với lại chả ngăn. Có những đôi mà hai chị em gái lấy hai anh em trai nhưng mà lại lấy đổi ngược lại cơ, cô em lại lấy ông anh. Thế mà cô chị chỉ lấy thằng cu em, tức là về bên nhà này thì là chị gái nhưng về bên kia là cô em dâu cơ. Mà cũng chả làm sao, cái quan trọng nhất là hai người có tình cảm với nhau này, đôi bên gia đình, và đặc biệt là không vi phạm pháp luật. Em ơi, em nói chuyện với cô ấy này, em lớn rồi này,
chúng ta cũng 24 tuổi rồi này, đủ sức để quyết định này, anh cũng đi làm, em cũng đi làm, em có nhất trí chúng ta duy trì mối quan hệ này không? Thế còn thì cái việc mà thuyết phục bố mẹ là thế nọ thế kia, có thể nhờ người này người khác. Ở trong xã nó có cái anh cán bộ tư pháp ấy, anh ấy chuyên được, anh ấy xuống nhà chơi, anh bảo ôi giời ơi, bọn này lấy nhau tốt, cái này chả ảnh hưởng, chả vi phạm pháp luật, chẳng có vấn đề gì. Đấy, thế là một, thì là dần dần. Còn nếu ngay cả đặt cái trường hợp là không, các cụ vẫn kiên quyết là không chấp nhận, mà hai em vẫn yêu nhau, các em hoàn toàn cũng có thể tự quyết là đi đăng ký kết hôn để thành vợ thành chồng. Để mình nếu mà bình thường, nếu mà cô nếu mà nghĩ thông thì lại thấy đơn giản, nhưng đây cô ấy nghĩ không thông, cô ấy lúc nào cũng bảo gia đình như thế. Bây giờ nếu mà cô ấy cố tình thì nhà ấy, bây giờ cô ấy chỉ có mỗi mình ôi ơi, còn đâu anh trai bị suy thận nên là nói chung là mọi công việc ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô ấy, nên là cũng bây giờ mà cố tình làm bố mẹ thì làm bố mẹ buồn. Rồi cô là muốn làm cho bố mẹ vui, còn buồn thì hai đứa tự nhận lấy đúng không? Vâng, đấy đại khái thế. Bây giờ em cũng biết làm nào. Bây giờ thế này, thế thì em qua rào cản của gia đình, cô ấy suy nghĩ thoáng ra một chút vậy. Ừ. Cô ấy cũng gọi là ngoan thì cũng chả phải, nhưng mà đúng là thụ động chứ không phải. Em nói chuyện đầy đạn, em nói kể cả như đấy, nếu không được A thì chúng ta thử làm B, thậm chí chấp nhận với C, mình nghĩa làm sao đến với nhau không vi phạm pháp luật, đăng ký kết hôn, bố mẹ không chở thì ở thuê, hai đứa cũng làm công ty ở nhà trọ nhà thuê, sinh con đẻ cái bình thường ấy mà, đúng không? Đấy là cái quyền của mỗi người. Thế còn thì cô ấy mà vẫn cứ nói rằng không không không, em phải làm một cái việc, thế thì thôi, thế thì có lẽ là cũng không phiền nhau nữa, không thể đi tiếp với nhau được đến cuối con đường thì buông tay nhau ra để mà mỗi người đi một đường, chứ còn cứ níu lấy nhau để mà khóc mếu à. Không đi chung một con đường mà một người này cố gắng người kia không quyết tâm thì cũng không thể đến đích được. Em phải lo cho bản thân em, không liên lạc, không theo dõi, không quan tâm nữa. Mình mở rộng các mối quan hệ, mình có những người bạn gái mới, những người mà vừa yêu thương nhưng đồng thời cũng dám dũng cảm để đến với nhau, vượt qua những thử thách khó khăn. Thế rồi biết đâu trong khi thấy mình không quan tâm nữa, có vẻ là đang đi tìm kiếm người yêu, cô mới giật mình rằng là mất mình là một điều gì đó rất là kinh khủng đối với cô. Cô có thể thay đổi thái độ. Con người ta đôi khi phải đẩy đến cái chỗ mà phải lựa chọn hoặc là A hoặc là B, chứ không thể cứ lừng chừng được ấy, thì người ta mới có ra được một quyết định. Còn nếu cứ đứng ở ngã ba đường mà hai nữa mà vẫn cứ nhì nhằng yêu nhau thì khó đấy. Vâng, chúc bạn sẽ sáng suốt nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Hello, em ở Hải Phòng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi anh Đinh Đoàn cho em một lời khuyên. Em lấy chồng 5 năm nay, bây giờ em có một đứa con 3 tuổi. Chồng em gọi là cứ thay đổi tính nết thì cứ đánh đập, chửi bới khinh trẻ em rồi đuổi đi. Em bây giờ em bế tóc quá rồi, em những lúc muốn đi nhưng mà bây giờ em còn vướng đứa con, em không biết phải làm thế nào á. Vâng. Bây giờ em muốn hỏi anh Minh Đoàn cho em một lời khuyên, em nên làm thế nào? Em nhiều lúc em bế tóc không cảm tưởng như là không sống được ấy. Vâng. Vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh. Vâng. Rồi chào em. Vâng, em chào anh ạ. Hai vợ chồng còn chắc còn trẻ đúng không? Chồng em 50, còn em 30 ạ. Chồng 30, em 30. Hai vợ chồng làm ăn kinh tế, cuộc sống thế nào? Hai vợ chồng em thì mới lấy nhau thì nghèo khổ thì không như mẹ ạ. Không bao giờ lấy nhau gọi là cũng có khá khá một tí, không phải lo nghĩ mà chồng em lại thay đổi tính hết. Cũng không liên quan gì đến ông bà gì đó đúng không? Em ở riêng một nhà, em còn có một đứa con chồng cơ anh ạ. Yeah. Em nuôi con chồng em từ lúc con chồng được 5 tháng. Được 5 tháng thì bà vợ cũ bỏ đi. Khi mà là mà lấy chồng biết rằng là chợ vợ anh ấy con có 5 tháng đã bỏ đi, em có tìm hiểu cái lý do gì mà một người mẹ phải rứt áo ra đi khi quẳng lại đứa con khi con mình có 5 tháng không? Có phải anh cũng bạo lực, cũng đánh đập, mà không chịu được mà phải chạy thoát thân không? Có, ăn chơi gọi là cờ bạc quá anh ạ. Rồi, ăn chơi cờ bạc đánh không, đập vợ. Là không mang, chịu mang tiền nuôi vợ lấy con, làm hết từng đấy. Ừ. Sau lúc lấy em thì em thấy thay đổi tính nết rõ rệt, không như thế nữa. Rồi, sau này thì lại đâu về đấy. Vâng, em thấy thời gian sau này vợ chồng em làm ăn có một tí gọi dư giả được một tí, không phải lo nghĩ gì thì thay đổi. Cứ mỗi lần đánh là coi đuổi em đi rồi, mà nhiều lúc em thì lấy chồng xa quê của em. Mà nhiều lúc em chỉ nghĩ là hay là ôm con mà chết thì xong. Tội gì mình phải chết nhỉ, buồn cười nhỉ. Vì nó đánh mình còn chưa chết, huống chi như mình lại tự chết.
Thứ nhất, không bao giờ nghĩ đến chuyện là phải ôm con tự chết, đấy là một cách làm quá tệ. Mình chết cũng không được, huống chi lại còn cả con nữa. Điều thứ hai, em có nghiệm ra một điều là những lần mà lão ấy đánh, không, tất nhiên là không phải đánh 24/24 đúng không? Và không phải là 7 ngày. Cứ ví dụ em đi làm về vẫn đơn này, cứ rủa chửi bên tay suốt đêm này, em nghĩ tâm lòng cũng mệt mỏi. Rủa thì ông nói những cái gì? Ông nói là mày làm ít tiền không mang về cho tao ăn uống à? Hay là ý là thường làm bao nhiêu với lại nói chung là những câu tục ngữ của những người mà nói bậy thì em nói ra thì xấu hổ lắm. À, những câu tục tĩu không phải là tục ngữ nhá, tục ngữ đều là những câu rất là bậy bạ, thì nói chỉ bậy bạ của những người thiếu văn hóa thì em nói cũng xấu hổ. Rồi, anh hiểu rồi. Những lúc như thế thì mình phản ứng thế nào? Vì mình cũng đi làm đúng không? Có tiền không nhỉ? Em im lặng em không có gì thì cứ vẫn cứ chửi, xong rồi lúc em chịu em nói thêm lần này, xong rồi đánh mẹ con em là đuổi đi. Mình đi làm này, mình không phải ngửa tay, chẳng phải ở nhà để ông ấy nuôi này, mình không những phải nuôi con lại còn nuôi cả con cho ông này, ông đã vô tích sự rồi lại còn chửi quàng chỉ xiên, nói bậy nói bạ này đúng không? Khi mình nhắc nhở thì lại còn đánh đập bạo lực. Thế rồi chỉ thế thôi chứ em không chưa làm bất cứ một điều gì gì, cũng chẳng báo ai, cũng chẳng nói với lại bà con hàng xóm láng giềng hay là họ hàng hay là khu dân cư tổ dân phố gì đúng không? Không, mà em không nói gì với ai cả. Em không chịu được thì em chỉ bảo mẹ này, chồng em là mẹ ra bảo mẹ mẹ con chửi con cái này con không chịu được, em chỉ nói mẹ chồng thế thôi. Thế xong mẹ anh ấy có bảo anh ấy không? Mẹ anh thì bảo anh là kiểu để ý cho em sống như lôi quan nên đừng làm khổ bà, ý là sợ em vứt lại bé đứa bé của bà nuôi nữa giống vợ trước ạ. Đấy, thì tất nhiên là em có được cái sự nhìn nhận của người mẹ, tuy nhiên người quan trọng nhất thì là ông ấy phải mạnh mẽ lên. Em nói thẳng đi, thật sự là anh đừng đẩy tôi vì đến mức mà tôi phải ra đi. Thực ra anh chẳng làm được cái tích sự gì, không nuôi được con. Tôi đã là người phụ nữ vừa phải nuôi con kiếm tiền, lại còn việc nhà, lại còn chăm cả mẹ già lẫn hai con nhỏ. Anh không giúp gì được thì phải để yên cho tôi sống như thế nọ thế kia. Còn thì nếu như nhé, sức chịu đựng của con người có hạn, nếu như anh cứ còn gây sức ép như thế này thì rồi sẽ lúc anh một mình anh nuôi con. Thứ nhất là cảnh báo như thế. Em nói như thế xong thì nhà em bảo là mày một cái gì tao đốt pháo ăn mừng. Đốt gì? Đốt pháo ăn mừng. À rồi, tất nhiên làm là cơm để ăn mừng. Đấy là phũ phàng bạc miệng thôi, chứ còn cũng một phần vì đoán rằng là mình cũng chẳng dám đi. Mình luôn luôn tỏ ra mình cam chịu, đâu nghĩ rằng là chắc mình lấy chồng rồi bây giờ nuôi con nhỏ chẳng chẳng dám đi đâu đâu. Không phải ai cũng dám mạnh mẽ như người vợ đầu của anh ấy đâu. Sống thì tử tế thì sống, còn nếu không thì cũng phải tự sống cho bản thân mình. Rồi cũng đừng có nghĩ rằng là đây là chuyện riêng của nhà mình, rồi không nói với ai. Ít nhất hàng xóm láng giềng biết, rồi tổ dân phố, rồi công an, phường gì đó. Để khi có những vụ bất trắc xảy ra, không ai dám nói trước điều gì. Với một người đàn ông say xỉn, hoàn toàn có thể về đánh vợ. Thế rồi nó đẩy lên đến mức độ là có thể hành hung mình những cái nó lớn hơn. Thì mình có kêu, người ta còn biết là nhà cô chú này thường xuyên đánh nhau, cô ấy cũng có báo rồi đấy. Tổ dân phố rồi hội phụ nữ ở khu vực cũng biết, cũng đã đến tư vấn cho chú hay là giáo dục chú rồi, như chú thế nọ, chú thế kia. Rất nhiều trường hợp mình cứ im lặng, mình chịu, xong đến một ngày nào đó, người đàn ông bạo lực khiến cho người vợ bị thương tích. Xong rồi các cơ quan đoàn thể đến, người ta hỏi, người ta bảo tôi chả biết thấy cô chú có nói gì bao giờ đâu, tưởng hạnh phúc lắm. Bây giờ những cái đoạn mà xấu chàng hổ ai, rồi là chuyện này của nhà mình kể ra thì đã chắc ai gì thông cảm rồi, không ai giúp gì được, đấy là sai lầm rồi. Trong trường hợp như của em là đang là nạn nhân của bạo lực gia đình là nó có luật đàng hoàng đấy. Cơ bản nhất là mỗi người dân không ý thức được, rồi cũng không đi trình báo, rồi không có tranh thủ cái sự hỗ trợ. Một vấn đề là em muốn anh tư vấn cho em ấy. Em đang trong thời gian kiểu mệt mỏi này, chán này, em quen một người bạn gọi là như kiểu để tâm sự trong nỗi buồn đấy, thì em có lên tiến lấy tới hay là thôi, tại vì em đang muốn lắm, em ở xa nhà thì không có người thân bên cạnh, em cần có một người để nói chuyện, để tâm sự, em có lên. Em hoàn toàn có cần có những người bạn tâm sự, như đó là những cô bạn gái, là những chị là hàng xóm. Làm, không phải nữa.
Ờ, thế thì em sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ờ, khi mà gặp gỡ một người nam, đầu tiên thì mình cũng chỉ nghĩ rằng chia sẻ tâm sự. Ờ, nhưng đến chồng mình đầu gối tay ấp lấy nhau có tình có cảm mà còn chả tâm với sự được, còn đánh nhau như thế thì trông đợi gì một cái ông nào đó. Ờ, rồi khi mà mình giả sử có người đàn ông rất là tốt, chia sẻ với mình nhiều thứ, thì rồi mình lại nảy sinh cái sẩy, nó nảy ra cái ung không tốt em ạ. Mà lúc đấy có khi mình là người có lỗi. Bây giờ thì mình đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng chỉ cần là vì mình đang bị bức xúc, mình cần một người đàn ông để an ủi. Rồi chuyện đến tai ông bảo mình là đi theo giai, rồi là ngoại tình. Rồi thành ra là ông lại là nạn nhân, còn mình là cái người mà lại là thủ phạm. Chia sẻ rất tốt, nhưng mà không phải đàn ông mới chia sẻ được. Họ cũng chẳng lắng nghe gì mình nhiều đâu. Họ lại thấy là em mà cứ ngồi cạnh một anh nào, thấy anh ấy nhẹ nhàng lắng nghe rồi chia sẻ, mình lại thầm so sánh với chồng mình là một cái ông luôn luôn gây bạo lực với vợ. Thế rồi nó trượt đà từ cái chuyện nọ sang chuyện kia, lúc ấy còn mệt mỏi hơn nhé. Tập trung vào giữ gìn sức khỏe, giải thích cho chồng, thậm chí đưa ra những tối hậu thư rằng nếu không thay đổi, không tôn trọng thì anh ấy sẽ ở một mình, còn thì anh ấy thích đốt pháo ăn mừng thì đấy là việc của anh ấy. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là phải tự tử để thoát chết nhỉ. Mình làm mình ăn được, ít nhất mình nuôi mình và nuôi con mình cơ mà, đúng không? Thế đừng không ai thương mình phải học cách tự thương mình chứ sao lại cứ phải làm khổ mình như thế. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đình Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bình Định. Alo. Alo, xin nghe. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Nói chung là em đã đi bộ đội, là em đi sĩ quan là đã 3 năm 3 tháng rồi chị. Vâng. Nhưng mà em mới về cưới vợ được 3 tháng rồi, nhưng mà cuối cùng trong thời gian em cưới vợ xong thì em ra đảo luôn ấy. Cuối cùng rồi vợ em ở nhà là ngoại tình đấy chị. Đó là lúc đầu vợ em chỉ nói đùa, em tưởng là vợ em nói đùa thôi, kêu là anh là sẽ làm mỗi tháng là anh cứ tính là coi như trung bình một tháng là anh làm sao quan hệ được 3 lần vậy. Em chỉ tưởng nói đùa chứ vui thôi, em không nghĩ chuyện đó. Mà cuối cùng sau này em đi ra đảo rồi, ở nhà vợ ngoại tình bị toàn bộ gia đình mất được đấy chị ạ. Vâng, và bây giờ thì bạn mong muốn điều gì từ chúng tôi? Em mong muốn bây giờ nên ly hôn hay là tiếp tục cuộc sống này. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà ly hôn thì em cũng bao nhiêu công chúc em đi siêu ăn mấy em bao nhiêu năm nay là cũng không như giới hạn chị, tại vì bố khu của ta là năng đỡ em tưởng là bây giờ em cũng không biết xử lý như thế nào hả chị. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tuần lễ của chương trình, sẽ chia sẻ và cho bạn những cái lời khuyên nhé. Chào em. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Ừ, em đến 25, 26 chưa? Dạ, em 25 tuổi rồi em. À, đây, đoán giỏi không? Đi sĩ quan 3 năm, 3 tháng rồi, và em lại có thời gian đi ra ngoài đảo đúng không? Em đang ở đảo. Đang ở đảo à, Bình Định. Vợ chắc còn rất trẻ. Dạ, vợ em là mới 22 tuổi giáo viên anh ạ. 22 tuổi giáo viên. Và ban nãy anh nghe nó không rõ lắm, không biết có phải thế này. Cô ấy nói nửa đùa nửa thật là mỗi tháng em cần 3 lần quan hệ. Anh cứ làm sao là làm cho anh đủ, em đủ thì còn nếu không thì em sẽ kiếm ở ngoài đúng không? Dạ đúng rồi. Và lúc ấy thì em cứ nghĩ là đùa chứ một cô giáo gì mà lại đặt cái vấn đề cái chuyện đấy. Tất nhiên cái tình dục là một cái nhu cầu nó không xấu. Tuy nhiên nó tùy vào mỗi hoàn cảnh. Xong rồi cưới xong thì em đi ra đảo và ở nhà thì không đủ cái tháng 3 lần để cô đi tìm người khác hỗ trợ. Và người trong gia đình nhà em bắt được. Cái cảm giác của em đầu tiên ấy, về cái đó là như thế nào? Em rất là có nhiều hoang mang, như cùng mà bây giờ em không có muốn làm công việc bất cứ việc gì nữa anh Đơn Đòn. Thành nữa là bây giờ nếu như bây giờ em có ly hôn của ta thì cuối cùng em cũng chịu qua, em cuối cùng từ ta của ta là có một cái thứ mà em thế lực cực kỳ vô cùng, cho nên là em nếu chỉ còn mà em ly hôn anh là bây giờ em cũng xin nghỉ việc luôn chị anh Đơn Đòn. Thành nữa là rồi anh hiểu cái hoàn cảnh của em. Em lấy cô cũng một tuần thì đấy là con gái của thủ trưởng mà cái người nâng đỡ mình làm sĩ quan như hiện nay đúng không? Nếu mà bỏ con ổng ấy thì cũng rất có thể là mình phải về quê đi làm. Thế còn thì nếu cứ duy trì như thế này thì cũng không sung sướng gì.
ông ấy thì rồi cũng chỉ ở lúc nào mà ông ấy không thể ở được nữa, còn mình sẽ chung sống với một cô vợ mà mình mà cứ ở ngoài đảo như thế rồi ai dám chắc rằng đây là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng, hay là cứ chung sống tiếp mãi mãi như thế với một cái cô gái còn 22 tuổi. Em cân nhắc đi, cái này đúng là phụ thuộc vào cái gọi là cái giá trị của mỗi người. Mình đặt cái gì lên cao nhất. Có những người người ta cho rằng là về quê thì về chứ mình sợ quái gì, mình hai bàn tay trắng, mình khỏe mạnh, kiếm đâu chả được công ăn việc làm, nhưng việc gì mình cứ phải đa mang đèo bòng với cái cô mà đã không thế này, đã không thế kia, rồi cả đời còn khổ nữa, sau này mà lại có một hai đứa con ra, rồi cô vẫn giữ cái tính như thế, rồi thì lúc ấy bỏ thì chia tay thì có khi còn khổ cả con, còn khổ cả gia đình nữa. Thế còn thì bố cô ấy, có thể là có tác động đến mình lúc này lúc khác, nhưng mà ông chẳng mãi thế được. Thế còn có người thì thôi vì nghĩ rằng là vì miếng cơm manh áo cũng chả đi làm được gì đâu, nghiến răng chấp nhận lờ đi, biết rằng ở nhà cô ấy làm gì đó không được nhưng mà để được yên thân. Cái này không ai quyết định thay em được. Nhưng mà cũng đừng vì sợ. Thật ra bố cô ấy là một người sĩ quan, anh nghĩ cũng là một người có cái suy nghĩ tử tế. Khi biết rằng là con gái mình cũng cứ gọi là hư đi, cũng không vì thế mà ông ấy trù dập em hay là đuổi em ngay hay là thế nọ thế kia. Em chia sẻ tâm sự với ông ấy đi. Con thật sự con không ngờ, con đau lắm bà. Con nói điều này không phải để nói xấu vợ con, nhưng mà chuyện nó đã đến người A, người B, người C biết. Mà thật ra thì không biết thì không đau, nhưng đây đã biết rồi. Con rất thế nọ, con rất thế kia. Có khi mình cứ sợ bóng sợ vía chứ chính biết đâu chính ông là người mà lại cởi bỏ những cái nỗi sợ cho mình. Con không sao, tao biết con gái mà tao nuôi nó từ bé, tao biết con này nó hư, thế nhưng mà nó không phải là thế nọ thế kia đâu. Thôi bây giờ để yên, để tao sẽ bố trí cho nó thế nọ, nó sắp xếp cho nó thế kia, hoặc là tao sẽ giáo dục nhắc nhở vân vân. Thì cũng ít nhất là được một người chia sẻ là em cũng tâm sự với ông ta rồi anh. Em tâm sự ông ta nói kêu là thì con thôi, con muốn tương lai của con như thế nào là tùy ý ông ta nói, là nếu như tương lai là thiếu tướng hay là thiếu tá gì đó đúng không, thăng quan tiến chức gì đó làm nếu miếu của em là coi như là rất ham muốn đỡ thăng chức anh, thật sự là coi như ông ta là coi như ông không chế em cực kỳ hoàn toàn, như cùng nên là em không biết xử lý như thế nào mà. Đấy, em qua đây em thấy cái ông bố vợ thì có vẻ cũng không đàng hoàng lắm đúng không? Chính là trong lúc này là lúc cần chia sẻ với cậu con rể, vì con mình nó có lỗi như thế thì lại dùng những thế lực với này trả thế nọ thế kia. Mà những cái thế lực đó đâu có mãi mãi vững bền. Ông cũng đến một ngày nào đó thì ông cũng trở về với một cuộc sống đời thường thôi. Sao bắt em phải cố nghiến răng chịu đựng? Thật ra thì thiếu tướng mà làm gì, thiếu tá làm gì, chức vụ nọ chức vụ kia làm gì, khi con người ta dù đàn ông hay phụ nữ, cái hậu phương vô cùng quan trọng, một mái ấm gia đình hết sức quan trọng. Nhiều người giàu có đấy nhưng mà vợ con chẳng ra làm sao, còn nhảy lầu tự tử cơ. Thế cho nên là đừng coi thường, lúc này mình còn trẻ, mình cứ nghĩ rằng là có một chút phấn đấu để nó để được cái kia, mỗi tháng lương tháng bây giờ đang mười mấy triệu, bỏ thì cũng tiếc. Nhưng rồi khi có trải nghiệm một chút em mới nhận ra rằng giá trị lớn nhất của con người không phải là cái chỗ đứng A, chỗ đứng B, mà là một sự bình yên. Sau này em hoàn toàn có thể trở về quê làm một cái anh đi học nghề rồi chữa xe máy, tháng được có 5-6-7 triệu, nhưng mà ríu rít cô vợ bên cạnh, hai đứa con nó chạy nhảy tung tăng, ba ơi ba ơi, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thế thì em cứ cân nhắc suy nghĩ nhá. Rồi giờ anh tôi nói em rất là chí thú, anh Linh Đoàn em rất là phục anh ấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn Linh Đoàn, cảm ơn chị Tuyệt Đức nhiều nha. Vâng, vâng, cảm ơn bạn, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Thì ra là sao em lấy hai lần vợ sau, vợ đã được bỏ thôi. Thì em lời khuyên. Vâng, tức là bạn đã hai đời vợ rồi và cả hai lần hai cô vợ đều bỏ mình đúng không? Và bây giờ thì chắc là cũng muốn lấy một cô vợ nữa đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Này, mình nói một chút về mình đi. Tuổi bao nhiêu, lấy mấy lần và hai lần vợ, mấy con rồi. Những lần mà lấy vợ bỏ là vì lý do gì, mình có đoán được không? Em tên là Vũ Hóa Tuấn mà. Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28. 28. Em đã có con chưa Tuấn? Em có một cháu gái rồi. Cháu gái là với đời vợ đầu đúng không? Hay là vợ thứ hai. Vợ thứ hai.
đời vợ đầu lấy bao nhiêu lâu thì bỏ mà em có biết làm sao không? 4 tháng rưỡi thì nó bỏ em. 4 tháng rưỡi là cô ấy bỏ. Em có đoán được vì lý do gì không? Nó ngủ với thằng giám đốc ở dưới công ty, em bắt được, tức là em bỏ. À, đấy là em bỏ đúng không? À. Rồi sau đấy thì tức là tất cả thứ là ly hôn hết là đàng hoàng, có ra tòa ra tiếp đàng hoàng. Có. Ừ. Thế sau đấy thì mình lấy vợ hai và vợ cô vợ hai này thì mình có được một bé gái rồi. Đã rồi. Cũng ngủ với ai à hay là sao? Cô anh chơi quá nữa, em tức em bỏ, đầu chân biết đỏ, nhộn đầu. Ừ, tức là mắt xanh màu đỏ xong còn xăm chỗ mông ở rốn gì nữa đúng không? Bây giờ thì em làm ăn gì? Cuộc sống ra sao? Em làm nghề nông thôi. Ừ, em làm nông. À, có ở cùng với này ông bà nội không? Bố mẹ ấy? Bố mẹ em, bố em thì mất rồi, còn bà già em... Ừ, tức là bây giờ là có bà này, có em này, với này con bé con là nó ở với mình hay là nó theo mẹ nó? Nó theo mẹ nó. À, theo mẹ nó. Em có mong muốn là lấy vợ nữa không? Có, ba keo mà mới bỏ bắt mà. À, ba keo, mới được hai cho nên là vẫn cứ còn ba keo. Tuy nhiên thì đừng có để quá tam ba bận nhá. Vâng. Ừ, mới 28 tuổi, còn rất là trẻ, đúng là có thể lấy vợ rồi. Nhưng hai lần vấp ngã, một lần thì vợ được 4 tháng rưỡi đi ngủ với giám đốc. Một lần thì vớ phải một cô mắt xanh màu đỏ. Mình đều biết rồi đấy. Mình là thanh niên, mình là nông thôn. Hoàn cảnh gia đình mình chắc không quá khá giả, đúng không? Cũng gọi là tù tạm biệt đấy. Thế thì các cụ dạy rồi, nồi nào vung ấy. Mình đừng có để ý đến những cô trẻ quá, xinh quá, trắng quá, rồi lại còn đi làm nghề nọ nghề kia, rồi lại còn ra phố làm việc này việc khác. Em để ý đi, có khi ở ngay trong làng nhà mình ấy, khối cô bằng tuổi hoặc kém tuổi mình, chỉ cần khao khát. Trong làng em họ cho, dòng họ không lấy được. Em ơi, em nghiên cứu đi, luật hôn nhân gia đình chỉ cấm không được kết hôn với những người mà có cái mối quan hệ, tức là nôm na có họ trong phạm vi ba đời. Thế còn nếu mà cả cái làng nhà em nó là họ Lê chẳng hạn mà mình cứ tránh thì tránh hết à. Chỉ có là không lấy anh em ruột, không anh em con chú, con bác, con cô, con gì, hay là cô, con cậu. Nghĩa là giữa em với cái cô đấy không có chung ông bà nội hoặc chung ông bà ngoại. 4 đời em lấy được nhau. Rồi, trên 3 đời là 4 đời trở ra lấy được. Vâng. Thế, nhá. Ừ, tìm mà những người phù hợp ở trong làng này, mình không phải là đại gia, mình không phải là gì đó thì mình cũng đừng có. À, em làm nhiều tiền lắm, 12 triệu cơ. Chưa nhiều lắm, cơ bản nhất là cần có một người nào chung lưng đấu cật với mình, gìn giữ chi tiêu cái 12 triệu của em ấy, để cho vợ chồng, con cái, gia đình đều vui vẻ hạnh phúc. Chứ còn thì 12 triệu mà vớ phải rơi vào một tay như là cái người mà vợ mà em nói rằng mắt xanh màu đỏ còn xăm chỗ khắp nơi ấy, thì rồi cũng chẳng đi đến đâu nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Minh Đoàn. Chúc cho bạn sớm tìm được người phù hợp với mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện vào chương trình. Xin chào bạn. Sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Alo, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, trước kia là chúng em yêu nhau được hơn 2 năm rồi đấy ạ. Do sắp áp lực gia đình giữa nhà anh đối với nhà em ấy thì chúng em chia tay nhau. Thì bây giờ... từ ngày em có bầu thì anh ấy bỏ bảng em đi, đến bây giờ con thì em đã được 7 tuổi rồi thì anh cứ đòi là gặp con thì em bảo là nếu mà anh mà muốn gặp con ấy thì anh cứ vào hẳn trong nhà em không cấm, sao nó cũng là máu mủ người nhà anh. Thế anh lại không vào, anh lại bảo em là đưa đi chỗ khác mà chỉ gặp nguyên 2 mẹ con thì em. Thì em bảo nếu mà đi gặp em thì với em anh bây giờ không còn gì nữa hết. Nếu như trong nhà em đấy có bí yêu, có ông, có bà em và có bác và các cháu nhà em, anh thích ai đi gặp con thì em cho đi. Anh lại bảo em là bây giờ anh không muốn gặp ai, chỉ gặp thêm 2 mẹ con. Thì em muốn hỏi chương trình cho em một lời khuyên là em có nên đi gặp cho con em đi gặp anh đấy không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Rồi anh chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, em ơi, cái ngày mà hai bên gia đình xích mích rồi làm cho hai đứa không lấy được nhau đấy là lý do gì thế? Kinh khủng lắm không?
Nói chung thì em cũng không biết được vì tại làm sao nữa, bởi vì là chúng em cũng đến tha thiết với nhau, nhưng mà được hơn 2 năm thì chúng em mới có bầu với nhau ấy, thì cũng không biết là áp lực gia đình giữa nhà anh với nhà em ấy, thì em cũng không rõ, nhưng mà từ ngày có bầu là anh ấy bỏ bén em luôn đấy ạ. Rồi. Bỏ không nói người gì đến mà rồi. Anh ấy còn hứa với con em mà anh cứ và trong bụng em anh nói mà là bố sẽ mua sắm đủ các thứ cho con, đến lúc con em ra thì anh không có một lời hỏi thăm nào, còn ông bà cũng không xuống không nói gì đến bây giờ. Anh ấy có vợ chưa? Bây giờ thì là có rồi, còn trước là chưa ạ. Rồi, bây giờ có vợ rồi, đúng không? Vâng ạ. Thế thì bây giờ mình phải mô tả đúng cái thực trạng của mình thế này. Thì cứ cho rằng yêu nhau 2 năm rồi ăn nằm với nhau rồi có thai rồi anh ấy bỏ mặc, xong rồi anh ấy lấy vợ. Và bây giờ thì thật ra thì anh ấy chắc ăn rồi, vợ anh cũng có, con cũng có chưa? Anh có 2 đứa con gái rồi. Rồi, lại có vợ, có con. Thế và... chỉ muốn là gặp riêng hai mẹ con ở ngoài thôi, nghĩ rằng là mình thôi, nếu có hận anh ấy thì cũng hận từ trước rồi, bây giờ chắc cũng nguôi ngoai. Nếu như có gặp thì thứ nhất là được gặp con, thứ hai nữa là biết đâu mình đang cô đơn, mình lại ngã vào lòng anh ấy, rồi anh ấy cũng có thể là được một cái mối quan hệ thêm nào đó, tức là vợ con vẫn vợ con, lại còn có người yêu cũ lại còn có con, bây giờ thỉnh thoảng lại tháng gặp nhau 1-2 lần, vậy thì anh ấy tưởng tượng ra là anh ấy sẽ được nhiều thứ lắm, cho nên anh ấy muốn thế. Thế còn nếu như cũng có những trường hợp mà yêu nhau còn trẻ, xong rồi vì không làm chủ được bản thân quan hệ tình dục, rồi người yêu có thai, anh ấy lúc ấy cũng rất là bí, bởi vì một bên là gia đình thế nọ thế kia, một bên là anh ấy chưa đủ để đứng ra mà lo liệu của hôn nhân, anh ấy có thể bỏ mặc. Nhưng rồi sau đấy khi nghĩ lại, anh ấy xin phép gia đình được vào thăm con, được nhận con, thậm chí đi lại đối xử tốt với lại em chẳng hạn, thì anh tin là chắc chẳng gia đình nào ngăn cản, đúng không? Bản thân em bảo anh ấy bảo là cứ muốn thăm con thì cứ vào thẳng nhà thăm con, thì em không ai nói cả, nhưng mà còn nếu như mà gặp riêng con hoặc đón riêng con em đi chơi em không bao giờ em cho đón. Em thật sự có 7 năm nay bây giờ có còn hận thù anh hay còn nhớ hay còn yêu không? Đôi khi em lắm lúc em cũng bảo là đầy lúc em cũng nói mà chẳng nhớ, em lại gọi điện quậy phá cho vợ chồng nhà anh đấy, nhưng mà em nghĩ rằng mình không nên phá với hạnh phúc gia đình người ta, nên em không cần gọi, em không cần đọc, mà gọi em câu trước câu sau là em xấu là em nói anh gần lại, anh hoảng quá anh tắt máy. Thế à? Kinh tế hai mẹ con bây giờ có dễ chịu không? Bây kinh tế thì em thì nói chung em đi làm công ty, em đang làm ở trong văn phòng nên anh gọi em phải chạy vươn lên đây đấy. Rồi, thế xong rồi là cháu thì ở với ông bà ngoại chăm lo cho con, đi học lớp 1 rồi đúng không? Vâng, ở khu nhà em học lớp 1 rồi ạ. Ừ, thế thì thôi thì thế này, trong cái rủi có cái may, nhờ rời cho đến bây giờ mình còn ông bà ngoại để nương tựa. Cháu nó cũng khỏe mạnh, lại đi học lớp 1 rồi. Những cái đoạn mà gian nan nhất, vất vả nhất là mình phải chống chọi cái việc là mang thai một mình, dư luận xã hội rồi bàn ra tán vào, mình vượt qua được. Cái khó khăn sau đó nữa chính là nuôi con những năm đầu tiên cũng khổ cực, mình cũng đã vượt qua được. Bây giờ chẳng phải mình cần ông ấy để ông cho tiền, cũng chẳng phải cần để làm gì, đúng không? Nói chung tiền hai mẹ con thì em thương 7-8 triệu, nhưng em cũng không cần thiết cũng chẳng cần tiền của anh đấy, nhưng mà bây giờ anh ấy cũng cái kiểu như thế thì em không muốn cho gặp, em cắt đứt luôn đấy. Anh nghĩ rằng là đấy là một lựa chọn của em, và bởi vì mình cũng không trông đợi gì ở cái người này. Nếu một người có tinh thần trách nhiệm chắc không bỏ em trong lúc gian nan một mình. Thế rồi bây giờ lại đi lấy vợ, rồi lại vợ hai cô con gái, rồi thấy mình có con trai, lại thấy mình chưa có chồng, rồi có khi còn đoán là chẳng gì cũng đã từng ăn nằm với nhau, biết đâu bây giờ nói ngọt nói nhạt mình lại ngã lòng, mình lại cô đơn. Nên khéo không rồi, đã có những trường hợp mà không tỉnh táo lấy lý do là đến thăm con, nhưng thật ra là gạ cả mẹ nó. Thật đấy. Thế nhưng mà vì em là người trong cuộc, em biết là không trông đợi gì được nhiều ở cái chỗ này nữa đâu. Thế thì tội gì mình phải vướng vào, phiền phức lắm. Thế rồi là vợ người ta biết lại nghĩ rằng là ngày xưa chồng tao đã chẳng lấy mày, bây giờ mày còn cố tình phá nát nhà tao, rồi mày thế nọ thế kia, miếng chẳng được lại bị mang tiếng. Nên tập trung vào làm ăn, nuôi con, giữ gìn sức khỏe. Và cũng đừng nghĩ rằng là mình đã có một đứa con riêng rồi thì sẽ không lấy ai được nữa. Nhiều trường hợp bây giờ như trường hợp của em á, mình mà cứ kinh tế vững vàng rồi biết chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp á, kể cả lây tơ còn thích ấy. Không, nói vui thế, nhưng mà để thấy rằng không phải là tất cả các thứ của mình đã khép lại.
rồi biết đâu có một lúc nào đấy thì nó đứng số theo người các cụ nói, mình gặp được một người đàn ông nào người ta quá vợ hoặc ly dị vợ cùng hoàn cảnh, hoặc thậm chí gặp một thanh niên bằng tuổi, ngang tuổi, lớn hơn tuổi mà người ta chấp nhận cái hoàn cảnh của mình thì mình cũng có được cuộc hôn nhân đàng hoàng. Còn bây giờ gặp, mình xác định rồi, chắc lại đi uống cốc nước, sau đấy lại gạ gẫm là anh nhớ lắm cơ, thôi vì bố mẹ ép cho nên anh phải lấy vợ, chứ còn trong lòng anh vẫn yêu em, rồi mình thì cứ tưởng thật. Thế rồi cái nọ nó lại lấn sang cái kia, mà rồi mình làm khổ trước hết là bản thân mình. Anh đã làm tổn thương mình ngày xưa rồi. Em đã biết cái con đường mà mình cần phải đi rồi. Ngày xưa còn chả lấy được nhau thì bây giờ nối lại cũng ăn thua gì đâu. Có chăng rồi có khi là mình lại còn tự làm tổn thương mình nhiều hơn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Ninh Bình ạ. Dạ vâng ạ, vâng. Em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ chị ơi, con gái em là năm nay 17 tuổi, khí hư của cháu ấy ạ. Vâng. Nó ra rất nhiều. Dạ. Vâng ạ. Cháu 17 tuổi, có kinh lâu chưa chị? Cháu có kinh từ khi 13 tuổi. À, 13 tuổi. Câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. Dạ, vâng. Chị chào em. Dạ vâng em chào chị ạ. Em nói khí hư ra rất nhiều là như thế nào, sao em biết? Đầu tiên thì nó nói xong này em bảo cháu, nó bảo là mẹ mua băng vệ sinh hàng ngày đóng cho con dùng. Sau là em bảo chị chả nhẽ ra nhiều vậy, đến đêm ngủ thì sáng ra cháu bảo là mẹ ơi đây con ướt hết quần đây này. Vâng. Đấy là khí hư đấy. Vâng. Thế à, ngoài cái chuyện mà về khí hư dịch ấy, nó ra nhiều, thế còn có cái gì không? Nó có hôi, nó có gì không? Không, nó không hôi ạ. Không hôi, không có mùi nước gì à? Không ạ. Chả nhẽ tuổi 17 lại nhầm với đái xón nhỉ? Chắc không phải thế nhỉ? Thế thì bây giờ như này, khí hư mà nó ra bất thường. Bất thường đây là có thể rằng là về số lượng, về màu sắc, về cháu nó thấy khác lạ gì đấy, chẳng hạn như ngứa hay là nó rát rát, vân vân. Thì nó là bất thường, và nếu nó là bất thường thì phải đi khám. Sau này em cũng cho đi lên viện Kim Sơn khám ý, thì họ cho thuốc đặt. Xong mà lên Ninh Bình thì họ bảo là không được đặt mà cho thuốc uống. Thế là uống thì bữa nay thì cháu đang có tháng. Và chưa biết là để mấy hôm nữa hết tháng thì như thế nào. Nhưng mà đến nửa tháng nay là cháu vẫn ra nhiều như thế ạ. Nửa tháng nay tức là cái lúc mà không thấy tháng nữa. Thế trước đi khám thì người ta chẩn đoán là làm sao? Họ bảo là viêm. Đúng rồi, đấy là một trong những biểu hiện viêm. Thế nhưng mình đi hai nơi thì lại cho hai phác đồ điều trị khác nhau à? Vâng ạ. Ở viện Kim Sơn thì họ cho thuốc đặt. Rồi. Họ bảo đặt, nhưng mà em thì không yên tâm, em bảo là bây giờ cháu chưa có gia đình ấy. Đặt thì mình không yên tâm. Mình sợ. Thế mình sợ cái gì? Sợ cái gì? Dạ. Sợ cái gì? Em sợ rách màng chi. Vâng. Thế khám thì người ta có phải cho mỏ vịt và người ta xem xét để người ta lấy dịch để người ta soi xước gì đấy không? Không ạ, họ chỉ hỏi xong họ siêu âm ở bên ngoài, xong họ nói như thế thì ạ. Thế cho nên là ở cái nơi đấy bảo là đặt thì mình không đặt, là bởi vì mình bảo vệ cái kia, đúng không? Vâng. Thế còn mình đi tìm chỗ khác thì họ bảo là không đặt, thế và uống thuốc thì đã uống chưa? Có, cháu vẫn đang uống ạ. Ừ, thế thôi, cứ phải uống thôi nhá. Cứ uống và uống hết liều, bởi vì đặt nó cũng có tác dụng của tốt của nó, mà dùng đường uống ấy, tức là đường toàn thân, thì nó cũng có tác dụng của nó. Tuy nhiên, con gái mình còn nhỏ, còn ít tuổi ấy, cho nên mình chọn cái cách mà uống. Thì cứ uống và dứt khoát phải điều trị cái viêm. Sau đấy thì mình sẽ theo dõi. Ê, tiếp theo là sau khi hành kinh này này. Sau khi hành kinh thường nhá, thường hết kinh đi ý, là nó sẽ khô ráo vài ngày đấy. Tức là không ra khí hư đâu. Đấy là chu kỳ tiết dịch của con gái ấy. Sau hành kinh nó sẽ khô ráo vài ngày, xong nó bắt đầu ra ít, xong rất nhiều ở vào cái thời kỳ rụng trứng, và nó lại ít đi, và đến trước ngày mà có kinh nguyệt nó lại rất là khô ráo. Thế thì mình biết được quy luật đấy và mình sẽ theo dõi thêm cái lượng, tức là lượng ra nhiều là một này, và nó có theo cái quy luật của cái sự tiết dịch âm đạo như thế không, để theo dõi tiếp
nhá. Đấy, chứ còn đi khám mà người ta chẩn đoán đúng là viêm rồi thì thôi thì phải chọn một trong hai phương pháp điều trị thôi, và điều trị xong thì sẽ xem là kết quả nó đến đâu và đôi khi phải đi khám lại nhé. Chúc con gái của chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo. Xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn. Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, chị em, từ khi em mới ở vợ chồng em thì em cưới nhau được 18 năm rồi. Là em có con mà em cũng là người khuyết tật lắm. Vâng. Chị ấy là vợ em là người đành đặn, là giờ ấy thì chung là kiểu như là vợ chồng sống không hợp nhau, ngày một ngày hai vợ cũng ngáo ngạt lên mà kiểu như là thấy nó đi đâu cũng chẳng gì hỏi han gì, đi lung tung nó tự đi như này, cái nọ cái kia nó rất khó, cho nên chưa kiểu sống không phù hợp với nhau ấy. Vâng, sau 18 năm chung sống rồi đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì các bạn cảm thấy là không còn phù hợp với nhau nữa. Vâng. Vợ bạn hơn tuổi hay sao đó? Không, cùng tuổi ạ. À, cùng tuổi, vâng. Vâng. À, rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Bây giờ thì bạn muốn ly hôn à? Em rất muốn chương trình cho em những lời khuyên ạ, vì là vợ chồng sống rất khó như vậy ạ. À, vâng. À, làm sao mà có thể hòa hợp lại, đúng không? Hoặc là có thể tìm được cái hướng giải quyết mới. Chuyên gia linh đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn. Xin mời anh ạ. Vâng. Rồi anh chào em. Vâng, em chào anh ạ. Em ban nãy em nói là em 38 tuổi đúng không? Vâng, em năm nay 38 tuổi rồi. 38 tuổi và thằng cu lớn nhà mình là cũng 18 rồi à? Thằng cu lớn nhà mình là em của em là học lớp 12 rồi ạ. Ồ, thế là cháu có học thêm tiếp nữa không? Ừ, cháu thì giờ thì vừa rồi là thi được tốt nghiệp rồi lại đi xin đi học, nhưng mà cháu lại bảo là thì thấy cháu lại đổi đi công ty bảo là sang năm mới thi mới xin đại học nữa. Ờ, rồi. Còn đứa nhỏ là bao nhiêu tuổi, đã học lớp mấy rồi? À, đứa nhỏ thì lên lớp 9 rồi. À, lớp 9, ôi thế cũng giỏi đấy, ở Lạng Sơn này. Thế rồi hoàn cảnh của mình như thế, và một cháu thì đã học 12, một cháu thì học lớp 9. À, hai vợ chồng với lại các cháu là ở riêng hay là ở chung với ông bà nội ngoại? Hai vợ chồng ở riêng là em cũng làm kiểu như là em muốn làm thì có cái người của em ấy làm người một suất ngày cả ngày đêm, mà thậm chí là có đồng tiền đưa cho vợ ấy, vợ cứ lấy đi bảo là lấy đi qua tiêu hết rồi, xong là quay lại bảo là không được tiêu, nó ngáo ngàn như thế. Rồi. Còn lại những cái gánh vác của em hết, em lại người khuyết tật nữa rồi chứ. Ừ, về riêng tủ thu nhập cũng khá, nhưng mà mình thì cũng hạn chế về cái việc là đi đây đi đó. Về kinh tế thì mình hoàn toàn có thể chủ động vững vàng. Nhưng mà bà vợ thì trước đây không sao, gần đây mới hay cứ bỏ đi lang thang đúng không? Hay là từ trước giờ vẫn thế? Giờ ấy vợ cũng không phải bỏ đi lang thang mà đi đâu ấy không hỏi nữa. Cho nên là vợ cũng ngáo ngạt thì kiểu như là khó ở sống lắm. Ừ. Nên là cầu cầu nhau nhau cũng chán lắm, không thích gì. Giờ ấy em nói cái chương trình là em muốn tự làm thế nào chương trình giúp đỡ em. Nên là một là giúp đỡ, hay nên là còn em cũng thích để ly hôn, nhưng mà nó xong thì em muốn như vậy. Ly hôn thì cũng chẳng xong được. Thật ra đã chung sống 18 năm, hai đứa con, chắc chắn bây giờ mình việc đầu tiên mình nghĩ tới không phải là chuyện ly hôn. Ly hôn vô cùng dễ dàng, viết đơn rồi là chỉ, nếu mà không có cái cản trở tranh giành gì, chuyện con cái, đất đai, nhà cửa thì chỉ trong vòng một tháng là xong ấy mà. Thế nhưng mà nghĩ đến chuyện này, cô năm nay cũng 38. Vâng. Cái tuổi cũng đã những năm tháng vất vả nhất, sinh con, mang thai, nuôi con nhỏ, nó cũng đã lùi về quá khứ, các cháu nó đã lớn. Nay 38 trông còn ngon lành, trẻ trung lắm, giao lưu bạn bè đi đây đi đó, nhìn thấy chồng người ta thế nọ, chồng người ta thế kia, rồi cũng trước đây quá vất vả rồi, nay cũng muốn bay nhảy, bạn bè rủ đi du lịch, đi chơi đây chơi đó, mua váy mua vóc sắm sửa rồi. Thì gọi là bù đắp được cho bản thân. Đi ra ngoài thấy cuộc đời nó nhiều chỗ nó cứ phơi phới, về nhà lại thấy ngẫm lại là mình thiệt thòi, mình bí bích. Ước gì mà ví dụ như anh ấy thứ bảy chủ nhật là chở mình đi lên thành phố, vào siêu thị rồi thế nọ thế kia. Tức là cứ khi ra ngoài xã hội cứ nhìn thấy là cái cảnh gia đình ra thế thì lại thèm, thế về nhà thì cái hoàn cảnh, tức là cô không đối mặt được với thực tế là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà đôi khi người phụ nữ đến cái tuổi này, em này có như thế này này,
À, giờ ấy thì em gửi em cũng chán, thí vợ như này em chán lắm rồi, không là em cũng muốn, không là vừa rồi ấy thì em cũng kiểu như là em cũng yêu được một người đấy, em muốn làm để nó xong đấy anh ạ. Úi giời ơi, em trông đợi gì ở cái cô mới quen 2 tháng này, liệu rằng là cô vợ mình đấy ăn ở với nhau trong lúc hàn vi khó khăn 18 năm nay mà cuối cùng còn thế, thì một cái cô nào đó mà đến với em trong lúc này mà mới quen 2 tháng, em có nghĩ rằng chia tay vợ rồi lấy với cô thì rồi sẽ mọi sự suôn sẻ không? Cô là người thế nào? Cô ấy là người tốt lắm rồi ạ. Tất nhiên đang yêu thì tốt lắm rồi. Cô nhiều tuổi không? Cô ấy là kém hơn 12 tuổi đi cơ. Lại kém 12 tuổi là 26. Cô ấy lại nó không phải người đành nặng, nó cũng bị yếu mà bên chân mình nó không, nó đi lại cái tập tính một tí, nó không cầm cây thì không lạng, nó đi lạng một tí thôi. À rồi, tức là cũng xuất phát từ cái việc cảm thông với nhau nhưng thành ra cũng có nảy sinh cái tình cảm. Cô ấy chưa có chồng đúng không? Chưa có, mà cô ấy kém em 12 tuổi mà cô ấy trẻ. Tất nhiên kém em 12 tuổi thì trẻ rồi, 26. Thế này nhá, việc đầu tiên thôi rất thông cảm với hoàn cảnh của em, rằng là trong lúc mà mình vất vả làm ăn cũng mong muốn có người vợ cùng chia sẻ nhưng nó không được như mong muốn, và trong lúc buồn quá thì có thêm cô bạn. Tuy nhiên em đừng để cho mọi người thấy rằng là cô sẽ có thể quay trở lại cô ấy lấy lý do là em đang là cái người phàn nàn anh em là thành người trách đấy. Đấy, đang có vợ có con lớn như thế đàng hoàng, bây giờ lại còn cặp bồ, lại còn ngoại tình. Đúng không? Mình có giải thích rằng do cũng buồn chán gia đình mà tìm đến nhau như một sự chia sẻ nọ kia ấy, cũng chẳng ai người ta tin. Mình vẫn đang là người đàn ông có vợ. Vì vậy thì cân nhắc thật kỹ, bàn với cô vợ của mình, nói chuyện với các con rằng là suốt mấy năm nay bố thấy cuộc sống nó như thế, bố đã cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của bố như thế. Mà mẹ con thì không thông cảm, mẹ không tôn trọng bố, thích thì đi, mà đi đâu thì cũng chẳng biết làm gì với ai ở đâu. Thế vậy cứ coi cái nhà này nó như thế nọ thế kia. Và bây giờ bố rất là buồn, rất là chán. Bố có khi bố dự định là chia tay với mẹ. Kể cả cứ nói với cả mẹ, với các con nhà em cũng lớn rồi, nó hiểu được mà. Xem ý kiến phản ứng thế nào. Em thử nói chuyện với vợ và thậm chí hé lộ cái thông tin là em đang rất thất vọng và nghĩ đến chuyện chia tay xem sao. Đôi khi người phụ nữ có chút tự hào là mình lành lặn thế này mà phải lấy lão ấy, giá mà mình cái số mình khổ không lấy lão ấy, có khi mình lấy ông giám đốc bây giờ có khi đang đi trên ô tô lên xe xuống ngựa, rồi cứ đi bao la bát ngát như thế. Nhưng khi thấy chồng đề nghị chuyện là không chung sống được nữa thì chia tay ly hôn, giật mình thấy rằng là cái mà mình đang có nó rất là lớn, bây giờ mà chia tay ly hôn ở cái tuổi 38 này, có 2 đứa con, một đời chồng lang thang, mà có thể cũng có những người đàn ông thích, những người đàn ông quý, thậm chí có người muốn ngủ với. Nhưng mà nếu mà nói rằng là để tìm được một tình yêu, một người đàn ông quyết tâm gắn bó để xây dựng cuộc sống hạnh phúc với gia đình ấy, chưa chắc đâu. Để cô giật mình, cô cũng nhìn nhận lại đúng cái tình cảnh của cô ấy, rằng là đúng là cũng có những cái thiệt thòi, nhưng mà những cái được thì cũng không phải là ít. Để cô cân nhắc trân trọng xem rằng là có cái đổi thay, có cái chỉn chu nào hơn trong cái cuộc sống gia đình hay không. Thế rồi qua cái thăm dò ấy mà thấy là không có tiến bộ gì, thậm chí mình nói ly hôn rồi cô cũng bảo thích thì ly, đây cũng không cần, rồi thậm chí còn nói những lời không hay nữa. Và cô ấy thậm chí là còn tiết lộ cho em chuyện nọ chuyện kia, rằng là tôi cũng sống với anh tôi cũng mệt lắm, thì tôi chán lắm rồi, hiện nay tôi cũng có người nọ kia thương tôi chẳng hạn. Thì việc nào đi việc ấy, cùng một lúc ta đừng có phất cao hai cái ngọn cờ nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giải quyết được ổn thỏa chuyện gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là tôi muốn hỏi cho con gái. Vâng, chào chị. cháu mang bầu lúc nào được 3 tháng. Vâng. Cháu nó đi thử máu thì họ bảo là cháu nó có một cái gen, gọi là gen nát sau này mà cháu sinh con ra hốt nó bị điếc bẩm sinh. Vâng. Thế thì tôi muốn điện hỏi bác sĩ là bây giờ phương án của cháu mà bây giờ phải như thế nào?
Con gái đã có bầu được hơn 4 tháng. Nhưng rồi. Mà bà ngoại thì vẫn rất là lo lắng về cái chuyện mà đi xét nghiệm mà gen lặn đấy đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Chào chị. Vâng. Chị ơi, con gái có thai lần đầu hả chị? Vâng, cháu lần đầu ạ. Thương nhỉ? Vâng. Đấy, thế là đâm ra rất là lo. Vâng. Nhưng mà chắc là con không hiểu là con đi tầm soát ở đâu ấy chị nhỉ? Ở bệnh cháu viện nào nó ạ? Đi tầm soát ở tỉnh, xong thì bác sĩ đã gửi xét nghiệm về dưới Hà Nội sao đấy. À thế ạ, tức là con cũng chưa đi khám ở dưới Hà Nội đúng không? Và mới chỉ khám ở bệnh viện của tỉnh Vĩnh Phúc thôi. Vâng. Chị, thực ra cái đấy nó cũng là những cái, bây giờ có rất nhiều những cái chương trình để mà tầm soát, để phát hiện sớm những cái dị tật của thai nhi ấy mà chị. Đấy, vâng. Nhưng mà thôi, cho dù như thế nào thì tôi nghĩ chắc là cả nhà cũng quyết định là vẫn giữ em bé lại và sinh em bé bình thường đúng không chị? Vâng. Đúng rồi, bởi vì bây giờ em bé cũng đã được hơn 4 tháng rồi chị nhỉ? Vâng. Nếu mà mang cái khi đi khám mà mang cái gen mà nó có thể ảnh hưởng tới cái thính giác như vậy ấy, thì một số trường hợp là khi đẻ ra có thể bé đã có thể bị điếc chị ạ, mà người gọi điếc bẩm sinh ấy, là do cái gen lặn đấy nó ảnh hưởng tới cái dây thần kinh thính giác, hoặc là nó ảnh hưởng một đến cái cấu trúc của các cái bộ phận liên quan tới thính giác, thì nó có thể gây ra cái khuyết tật, thì là gây ra cái điếc như vậy chị ạ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì gia đình mình vẫn quyết tâm là sẽ để sinh em bé. Thế và thai cũng đã hơn 4 tháng rồi thì cứ động viên cho cháu. Vâng, vẫn cứ để cho mẹ nó khỏe. Cũng đừng ai hỏi gì hay là đừng ai làm gì để ảnh hưởng đến tâm lý của bà mẹ. Bởi vì thực ra như thế nào, cho dù như thế nào, mình có quyết tâm như thế nào thì những cái vấn đề này nó cũng là những cái sang chấn đối với mẹ nó chị ạ. Thế cho nên là cứ bình thường. Nhưng mà bác sĩ đấy lại bảo là ý là lấy máu của bố nó đấy đi xét nghiệm, nếu mà bố nó cùng cái gen như thế thì sau sinh đứa con ra thì nó có khả năng như thế, nếu mà không có cùng như thế thì bố nó không cùng gen đấy thì không bị no thì đúng có phải ạ. Không đúng rồi chị ạ, bởi vì nó là gen lặn mà, cho nên nếu bố nó mà cũng có cái gen đấy thì nó có, ví dụ bố nó cũng có một cái gen cũng như thế thì nó là, chúng tôi nói kỹ một tí, tức là nó là đồng hợp tử gen lặn thì nó mới thể hiện ra cái bệnh như thế. Thế còn nếu bố nó không mang cái gen đấy, chỉ có một mình mẹ nó thôi, thì có thể nó sẽ không có cái bệnh đấy ở con. Thế nhưng mà tức là mọi thứ thì mình vẫn cứ làm thôi. Thế còn cái quan trọng bây giờ như tôi nói, quay trở lại là cứ động viên tinh thần cho con gái. Thế và bàn với bố nó rồi là để chăm sóc hỗ trợ cho mẹ nó còn vài tháng nữa, ít nhất cũng 4-5 tháng nữa, cho mẹ khỏe con khỏe, cứ sinh ra một đứa trẻ đã. Thế phỉ phui, nếu mà ơn rời mà rời, thương mà không làm sao, thì trong những lần sau nếu mà có em bé nữa thì mình sẽ cân nhắc, mình sẽ tính toán cho nó kỹ. Thế còn nếu như lần này mà trời thương mà con nó khỏe mạnh bình thường thì là tốt, còn nếu như không may mà nó có vấn đề gì thì y học cũng có thể can thiệp được, hoặc là có những cái hỗ trợ được cho con mà chị nhé. Nhưng mà em mới hỏi kỹ là tại sao mà lại đứa con gái của em, tại sao nó mang cái gen đấy mà em thấy coi như là từ bên nội bên ngoại, ông bà nội ngoại bên em là không ai có cái gen đấy, tại sao cháu lại có như thế? Chẳng qua là ông bà nội ngoại nhà mình không ai đi xét nghiệm thôi. À, thế vâng. Nó cũng có thể là nó do di truyền, tức là từ một cái người khác truyền sang, nhưng cũng có thể là do bản thân nó bị rối loạn một cái gì đấy, nó sinh ra như thế. Nhưng mà đi bác sĩ bảo xét nghiệm bố nó thì nó thật là em cũng đi xét nghiệm của bố rồi, nhưng mà bố không mang gen đấy chị ạ. Vâng, thế thì ơn rồi, thế thì có thể là bình thường. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ đấy, việc như tôi nói với nhà chị, quan trọng nhất vẫn là động viên cho mẹ nó. Mình cũng đã quyết định rồi. Thế và nhưng mà em cho muốn mẹ hỏi khỏe, một tí con khỏe. Nhà, ý là lúc nào sinh thằng bé con ra thì cho cháu đi xét nghiệm luôn chứ chị nhỉ? Nếu sinh con ra, tốt nhất chị mang cho cháu đã có những cái yếu tố nguy cơ như thế này thì mang nó về hẳn luôn dưới Hà Nội nhá.
về bệnh viện phụ sản Trung ương hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng được ạ. Ở đấy người ta có rất nhiều những cái phương tiện cũng như là những cái người ta tầm soát phát hiện rất sớm những cái dị tật thai nhi. Thì nếu có vấn đề gì thì sẽ có thể tư vấn cho nhà mình thêm về những cái can thiệp cho con nhé. Vâng, hy vọng là nó ổn chị nhỉ. Vâng, em cảm ơn chương trình nhé. Những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả của điện từ Hải Phòng phải không ạ? Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em có một câu hỏi về tâm lý. Vâng, bạn nói đi ạ. Câu hỏi như thế nào ạ? Thật ra thì em đang làm tại một công ty thì là em có biết một bạn mới vào, nhưng ban đầu cũng chỉ là vì là công việc liên quan đến hai bộ phận với nhau nên là em biết bạn thì thôi. Nhưng về sau thì bọn em ngoài công việc ra thì cũng có nói chuyện, và từ những chuyện đấy thì em thấy có cảm tình với bạn đấy. Nhưng mà từ lúc khoảng hai tuần nay em nhắn tin thì đấy bạn ấy không thấy bạn ấy trả lời, không biết nên như thế nào. Vâng, hai tuần nay nhắn tin cho cô ấy mà cô ấy không trả lời thì mình suốt ruột đúng không? Nhưng mà mình cũng không gặp nữa à? Giống như là ngày nào bọn em cũng gặp nhau buổi sáng 60 phút vì là công việc. Tức là hàng ngày thì vẫn gặp nhau nhưng mà trước đây thì nhắn tin thì cô ấy trả lời, nhưng hai tuần nay có nhắn tin thì cô ấy không trả lời nữa đúng không? Và... có trả lời nhưng mà nó không được gần như hai tuần trước. Bạn cảm nhận có những cái thay đổi đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái tư vấn dành cho bạn nhé. Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, chào anh. Năm nay mình hay mấy? Anh ơi, em 25 ạ. Đấy, anh đoán nghe cái giọng thấy độ 25. Thế sau rồi cô bé kia thì hay mấy? Bạn 23, bạn ấy mới vào. Tức là mình thì làm trước, cô mới vào, xong thời kỳ đầu thì do hai bộ phận có những cái việc mà phải làm với nhau thường xuyên, thành ra gặp gỡ và mình nảy sinh tình cảm. Trong cái thời gian đấy em nói là em nhắn tin với chuyện trò thường xuyên thì cô rất là tự nhiên đúng không? Rất là cởi mở. Thế xong những gần thời gian gần đây thì cái việc công việc mà chung với nhau nó ít đi. Không, ngày nào cũng gặp. Bởi vì là ca đêm, vì là em ca đêm, bạn ấy ca hành chính. Nghĩa là ngày nào cũng gặp nhau. Nghĩa là bảo em làm lên chất lượng của bạn ấy lên cái sản xuất thì gần như là hai bộ phận là phải làm việc với nhau để thế em nhắn tin em nhắn cái gì? Thì bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi anh. Bởi vì em nói rằng trước cô ấy có vẻ cởi mở, bây giờ nhắn tin thấy cô không trả lời, bởi vì phải xem mình nhắn cái gì chứ. Ví dụ như tự nhiên ngồi với nhau cả tiếng chả nói năng gì, xong tối về nhắn tin là ấy ơi anh thích ấy chẳng hạn. Thật ra là bọn em chỉ vì là bạn ấy mới vào thì là ban đầu cũng chỉ là quan tâm đến công việc, ban đầu là nói ra vấn đề ngoài công việc thôi. Cũng lại hỏi công việc lại, thế chất lượng ở bên đấy là sao, với lại xưởng đấy thì đã thế nào đúng không, mình kiểm tra. Nói thế thôi, từ ngày vào quen là mình biết tất cả mới ở trên cái tinh thần là trò chuyện công việc. Bây giờ em rất là may mắn so với nhiều bạn trai khác là thích một cô gái nhưng không có cơ hội gặp. Còn đây em ngày nào cũng gặp thì đấy là một cơ hội rất là lớn. Thế thì trong cái thời gian gặp nhau bên cạnh cái trò chuyện ấy, em có thể lồng ghép một số những cái câu, ví dụ như là ôi thế thì bây giờ là em trọ ở khu ấy à, thế xong rồi ở một mình hay là trọ mấy chị em, thế rồi thế là chiều về là ăn cơm hay là mua cơm, mình quan tâm đến cái cuộc sống của cô ấy. Lúc nào rảnh thứ bảy chủ nhật đi qua bên anh, ngay gần chỗ anh có cái quán cà phê nọ, cái quán cà phê kia, thế rồi cô ấy cho mình biết cái chỗ nhà trọ, rồi đây là ví dụ thế nhá. Thì một hôm nào đấy là đột xuất đến vào hôm chủ nhật không phải làm chẳng hạn, đến cô rất là bất ngờ, mình bấm chuông, mình mở cửa ra thấy tay mình xách hai con vịt quạc quạc, bảo nhà có mấy con vịt nay ngon ngon giữ lại mang đây này, làm xong mấy anh em ăn uống. Tức là nó cứ, em mới để cho nó hết sức tự nhiên gần gũi đi lại, cô không có cảnh giác gì cái chuyện cái ông này chưa chi đã đòi tán tỉnh với đi rủ vân vân, mà chỉ thấy là rất là tử tế mà quan tâm chăm sóc hỏi han. Đến phòng nghỉ của cô, nhà trọ của cô mà thấy cái này cái nọ kia, dây điện nó lằng ngoằng thì mình ôi chết rồi, chứ đúng là chị em con gái này, để ấy này anh mua lại cái dây điện, anh kéo lại cái cáp kia, lắp lại mấy cái ổ điện, chứ phụ nữ mà cắm thế này ngộ nhỡ những ngày mưa rồi sấm rồi sét rồi xoẹt rồi vân vân. Làm sao để mình bước vào cuộc đời của cô nó cứ nhẹ tinh tinh, đến một lúc nào đó mà người ta thấy là cái việc có mặt mình ấy
nó như một thói quen. Lâu lâu mà mình không đến là người ta còn nhớ. Thậm chí là mình có một buổi nào đấy mà không gì đấy, cô ấy còn nhắn tin là ơ thấy hai hôm nay anh bận hay anh mệt, không thấy anh thế nọ thế kia. Lúc ấy là biết cá cắn câu rồi. Lúc ấy ta mới giật em ạ. Nhá, chứ đừng có giật sớm, bây giờ cá nó đang lởn vởn đứng xa thôi, ta cứ cầm cần câu thì xong lại thấy nó chẳng cắn cái gì, thế là ta nản thì không được. Em rất là có nhiều thuận lợi nhá. Thì ừ. em mới gặp nhau được khoảng 3 tháng mà nói chuyện riêng với nhau ấy. Ừ. Sau giờ hành chính thì khoảng gần 2 tháng. Ừ. Đến hôm 20 tháng 10 vừa rồi ấy, thì là 20 tháng 10 thì bạn em cũng tặng bạn em một món quà nhỏ thôi. Ừ. Tối em đi làm, em xin đi ca đêm mà. Ừ. Còn bạn thì chỉ đi hành chính thôi. Thế là sẽ gặp nhau ở cái lúc nhập nhoạng đấy đúng không? Vâng, bạn đi về thì mình chuẩn bị đến. Em chiều hôm 20 thì em cũng cố gắng là mình gặp bạn ấy để tặng quà cho bạn ấy. Ừ. Rồi tối mình làm. Nhưng mà tối hôm ý thì bạn ấy, từ hôm ý thì tối đến tối 11:30, 11 giờ thì bạn ấy nhắn tin, bạn ấy bảo là bạn ấy cảm ơn với cả có hẹn em hôm nào rảnh, hôm nào em cũng ca thì nhà mời em đi ăn. Tốt quá, thế mà còn gì nữa. Thế nhưng mà từ hôm đấy nói chuyện rất là thoải mái. Ừ. Nhưng mà đến từ hôm thứ 6 của cái hôm 31 tháng 10 ấy, ừ. bạn ấy có nói là bạn ấy về quê. Ừ. Em cũng ấy, em cũng nhắn tin lại thì em bảo là hôm trời mưa rất là to. Ừ. Thì là em có nhắn tin cho bạn thì em bảo là hay là để em đưa bạn đi về này. Ừ. Thì từ hôm đấy là em cảm giác là nó hơi xa cách một chút. Không phải em ơi, đấy. Tặng quà này người ta cũng đã cảm động rồi này, người ta cảm ơn, người ta còn mở đường lúc nào rảnh thì em mời đi ăn này. Này nếu người ta không quý mà người ta ghét mặt trông cái mặt đáng ghét ấy, còn lâu người ta mới làm, thế nói trả lời mỗi câu là cảm ơn anh cẩn thận quá thế thôi. Còn đây là đã gợi ý thế, thế còn em lại còn đợi là anh đưa em về quê. Mà các cô gái người có ý tứ mà, cái câu là đưa bạn trai đưa về quê là phải mối quan hệ phải nâng tầm cao mới rồi người ta mới dám làm điều ấy. Về thế nào các cụ hỏi đây ai đây mà lại bạn trai mà lại chở từ ở chỗ làm đưa về thì chỉ có là người yêu. Mà nếu mà nói giới thiệu là người yêu thì nó còn quá non đúng không? Cho nên là cô ngại, cô chưa biết gì, cô chững lại một chút, cô lùi lại một chút để cho mình tiến em ạ. Người con gái tế nhị như thế đấy, chẳng lẽ là cứ phăm phăm đi thì mình làm gì còn đường đúng không? Em ơi em tiếp tục đi, con đường đang đẹp nhá. Từ hôm đấy em nhắn tin thì bạn ấy cũng có khi trả lời rất là lâu, có khi đến hôm vừa rồi ấy. Ừ. Có hôm để đến tận 26 tiếng mới trả lời em. Ui giời, em còn ngồi em đếm từng tiếng một. Này không, nói thật. Không phải em đếm đâu anh ạ. Thế thì em nhắn 6 giờ sáng mà tận đến 8 giờ sáng hôm sau thì nghĩa là 24 tiếng. 8 giờ sáng hôm sau thì mới ừ. có tin nhắn rồi. Đấy, thì chả đếm còn gì nữa. Nói thế. Mình có cơ hội gặp ấy mà. Thế rồi bây giờ em không biết là nên như thế nào. Bởi vì là thực sự là bạn ấy là một người con gái mà em thấy rất là chín chắn, cá tính mạnh mẽ. Nó trái nó hơi ngược với em một chút. Bởi vì em thì là học nói như là dân kỹ thuật thì hiền lành còn thẳng thắn thế thôi. Thì phải thế chứ, đứa hiền lành thẳng thắn phải gặp một cô nó này thì tế nhị rồi lại còn tháo vát cá tính chứ, cứ hai đứa thẳng rồi thành hai cái đũa đúng không? Ừ, đấy, tốt. Em cũng biết mà bây giờ nên như thế nào, bởi vì là thực sự là em yên lặng, em không nhắn tin. Sao lại im lặng, khổ quá, người ta im lặng để cho mình tiến lên. Bây giờ lại ngồi đấy để mà ngồi đếm tin nhắn là gặp nhau hàng ngày thế. Hôm nọ cô đã mở đường lúc nào đi ăn thì bây giờ mình mời đi, đừng để đợi người ta mời. Mình mời đi ăn, thế rồi uống cà phê. Trong khi ngồi ăn uống cà phê thì nói ít chuyện công việc thôi, hỏi thăm đến chuyện riêng tư của người ta. Ồ, để ít ra mình cũng nắm được tin xem là. Vì thực ra em chưa biết được cô ấy là đã có người yêu chưa, đúng không? Thực ra là nếu như mà em cũng cái điểm đấy em cũng đang từ gọi là nghi ngờ thì nó cũng không phải. Thì mình đây là mình đang đi khai thác thông tin nên mà nếu cô có người yêu thì để mình biết đường là mình thôi, chứ có phải là cái gì mà nghi hay không nghi đúng không? Tại vì là em có cảm giác em cái chuyện này em không nói chuyện với ai cả. Ừ. Chỉ em chỉ nói chuyện với cả một cô bạn thân của em thái thứ ba thôi. Ừ. Bạn ấy thì tính cách giống bé kia. Ừ. Thì nó bảo bạn ấy bảo thế thì chắc chắn là phải đến khoảng
70-80% là có người yêu rồi mới trả lời ông kiểu đấy. Ôi trời ơi, thôi thế này nha, đừng bao giờ em lại nhờ một cô bạn gái thân của mình để đi tư vấn về chuyện tình yêu. Ngộ nhỡ trong bụng cô ấy đang thích mình, cô ấy... Ông bạn ấy có người yêu rồi. Ừ, thôi, thế tóm lại thế này là mình biết mà. Thì cũng có thể để cho chắc chắn 70%, thì còn nốt 30% ấy chính là cái sự gần gũi, đi lại rồi, ăn uống rồi, cà phê, cà pháo, thì trong đó lồng ghép về chuyện. Thế rồi cô ấy, có một hôm đang ăn, cô ấy lại bảo là có một cậu sộc sộc đến, xong là cô ấy giới thiệu đây là bạn trai em, thế thì là mình biết. Hoặc là rủ đi uống cà phê này, xin phép anh là em, rủ cả bạn em cùng đi nhá, à thì mình biết, ồ thì chết, thế thì... vân vân, đúng không? Bây giờ em còn đang mông lung chưa biết gì thì việc của em chính là tiếp cận trực tiếp để có được thông tin chính xác về cô đó nhá, chứ không ngồi đấy đợi tin nhắn mới đếm mấy chục tiếng làm cái gì cả. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu bạn nhé. Cảm ơn. Vâng, chào bạn.